Giấc mơ là gì? Liệu có phải giấc mơ chỉ đơn thuần là ảo giác mà não bộ tạo ra trong một số giai đoạn của giấc ngủ như lý giải của các nhà khoa học? Hay là cánh cổng huyền bí đưa chúng ta đến với những chiều không gian kỳ lạ, nơi mà người cõi âm có thể kết nối với chúng ta? Các bạn đang xem PKD, cho nên hãy tạm gạt khía cạnh khoa học sang một bên để cùng chúng mình đến với những câu chuyện về những giấc mơ kết nối giữa người sống và người chết, những giấc mơ chân thật đến rợn người. Mẹ ơi, con chết rồi còn đâu? Chắc hẳn câu than ai oán và đầy ám ảnh này đã in sâu vào ký ức của rất nhiều thính giả mê chuyện ma do nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn sáng tác. Dù trong một lần trả lời phỏng vấn, nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã khẳng định rằng tất cả những chuyện ông viết hoàn toàn chỉ là hư cấu. Thế nhưng, chuyện vong hồn báo mộng cho người thân lại được nhiều người tin là có thật và cũng không hề hiếm gặp. Không đâu xa, ở Việt Nam có không ít câu chuyện kể về các liệt sĩ báo mộng cho thân nhân biết chính xác vị trí mình đang nằm. Đặc biệt và thuyết phục nhất phải kể đến những giấc mơ kỳ diệu và kết quả xét nghiệm ADN thám đượm cảm xúc của anh em ông Hạ Quang Hinh. Suốt 3 ngày dài đằng đẵng, đi hết nghĩa trang này đến nghĩa trang khác trên địa bàn huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, ông Hà Quang Hinh vẫn chỉ thấy trước mắt mình là những quang cảnh xa lạ. Lặn lội từ Thái Bình vào đây, ông Hinh cùng người cháu trai, gọi ông bằng chú ruột, mang theo hy vọng tìm và đưa được hài cốt của anh trai ông, liệt sĩ Hà Tất Thế, về với quê nhà. Ít ai ngờ được rằng niềm hy vọng ấy lại đến từ một quang cảnh trong giấc mơ. Nhớ rạng sáng hôm ấy, khi đang say ngủ thì ông Hinh lạc vào một giấc mơ lạ. Trong mơ, ông gặp lại anh trai ở một ngã ba đường. Nom anh trai ông vẫn hệt như ngày còn sống. Mừng mừng tủi tủi, ông Hinh hỏi sao anh còn sống mà không về, lại để người ta báo tử anh. Sao quần áo với mũ giày anh gọn gàng thế, mà lại không đeo xanh tuy rông, thắt lưng. Ông còn bảo sẽ báo tin về cho bố mẹ mừng, mặc kệ người ta cắt chế độ lương thân nhân liệt sĩ. Trái với cảm xúc vỡ òa của ông Hinh, anh trai ông lại lặng thinh, chẳng nói chẳng rằng. Ông Hinh lại hỏi, anh đã vợ con gì chưa? Nhà anh ở đâu? Bấy giờ, anh trai ông mới quay đầu nhìn về bên phải, nơi có một quả đồi phía xa xa. Ngay dưới chân đồi là một khu đất ruộng trũng, chỗ có hai người đang bừa cùng hai con trâu. Thế rồi ông Hinh bừng tỉnh. Suốt 36 năm, kể từ ngày anh trai ông hy sinh, chưa một lần ông nằm mơ thấy anh về. Vốn không tin vào chuyện tâm linh, ông cho rằng việc thờ cúng chỉ là tập tục ông bà ta truyền lại để nhắc nhở con cháu nhớ về hai chữ tình thân và tôn trọng người đã khuất. Chứ con người ta đã chết là hết. Vậy nhưng cơn mơ lạ lùng ấy lại khiến ông bồn chồn trong dạ. Cứ nghĩ đến hình ảnh bộ trang phục chỉnh tề nhưng lại thiếu mất chiếc xanh duy tông là ông lại bồi hồi, chăn trở mãi chẳng nguôi. Ký ức đưa ông trở về cái dạo anh trai ông được về phép trong đợt đóng quân ở Quảng Ninh. Trước khi trở lại đơn vị, liệt sĩ Hà Tất Thế đã tặng cho em trai là ông Hinh chiếc xanh tuy rồng của mình. Kỷ vật năm xưa đã mất từ lâu, nếu không có giấc mơ ấy, chắc có lẽ nó sẽ mãi chìm vào quên lãng. Sau nhiều ngày suy nghĩ trong âm thầm, ông Hinh thấy rằng trước những điều khó lý giải này, mình không thể duy vật một cách cố chấp được. Ông Hinh quyết định nói với vợ, tôi phải đi tìm mộ bác Thế bà. Thấy vợ tỏ ý đồng tình, ông liền đi hỏi xin thông tin về địa điểm anh mình hy sinh từ những người bạn chiến đấu của anh. Họ cho biết nơi anh ông hy sinh thuộc địa bàn của một trong hai huyện, Mộ Đức hoặc Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Chắp nối với những thông tin gia đình sẵn có, ông Hinh đã có một bản thông tin khá chi tiết để làm hành trang lên đường tìm anh trai. Liệt sĩ Hà Tất Thế, sinh năm 1951, quê quán xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Nhập ngũ tháng 3 năm 1969, ngày hy sinh 21 tháng 4 năm 1971. Đơn vị khi hy sinh C2D83, Quảng Ngãi, quân khu 5. Nơi hy sinh, huyện Mộ Đức hoặc huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Trên đường đi, có lẽ càng nghĩ, ông Hinh càng tin vào giấc mơ ấy. Ông là người con đã xin bố mẹ cho phép được thờ cúng anh trai từ 28 năm về trước. Và cũng chính ông là người em được anh trao tặng cho chiếc xanh tuy rông. Phải chăng chính những liên kết ấy đã đưa đẩy ông đến với cuộc hành trình này? Hai chú cháu rong ruổi hết các nghĩa trang liệt sĩ thuộc xã Đức Tân, huyện Mộ Đức mà vẫn chưa tìm thấy manh mối nào. Sang ngày thứ tư ở trọ tại Đức Tân, run rủi thế nào mà ông quyết định chọn đường tắt, đi xuyên qua một cánh đồng, đến một ngã ba, ông Hinh rụng rời chân tay khi bất giác nhìn sang phải. Ngay kia, quả đồi thấp, rồi khu đất ruộng trũng chỗ có hai con trâu. So với hình ảnh trong mơ thì chỉ thiếu mỗi hai người đi bừa mà thôi. Đặc biệt nhất là khi phóng tầm mắt về phía quả đồi kia, ông Hinh còn thấy một nghĩa trang liệt sĩ nằm ngay đó. Chú cháu ông lập tức đi vào thắp nhang cho các liệt sĩ đang an nghỉ tại nghĩa trang này. Ở đây có 580 phần mộ, thì có đến 2/3 là mộ vô danh. Ông Hinh bần thần đi qua từng phần mộ, mong mỏi nhìn thấy tên anh trai trên những bia mộ có tên tuổi.
để rồi lại thoáng buồn khi trước mắt ông đã là phần mộ cuối cùng. Tuy không tìm được tên anh mình, nhưng từ khi gặp quang cảnh ấy, ông đã tin nơi đây chính là nơi anh nằm xuống. Ông Hinh đến nhà trọ của ông Nguyễn Tấn Tự và ông Trần Nở, lần lượt ở xã Đức Minh, Mộ Đức và xã Hành Thịnh, Nghĩa Hành. Hai cựu chiến binh ngày xưa thuộc đơn vị D83, không những được hai ông nhiệt tình tạo điều kiện về nơi ăn trốn ở cũng như phương tiện đi lại, ông Hinh còn được ông Tự cho số điện thoại của Đại tá Tiến, công tác ở Bộ Quốc phòng. Qua Đại tá Tiến, ông biết được thông tin chính xác. Liệt sĩ Hà Tất Thế hy sinh tại thôn An Ba, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Trùng hợp thay, đó chính là nơi có nghĩa trang với 580 phần mộ kia. Nhưng để tìm được anh giữa hàng trăm liệt sĩ vô danh, thì ông Hinh còn cần nhiều sự trùng hợp khác nữa. Chiều ngày thứ Bảy ở trọ tại Hành Thịnh, sau nhiều ngày đi hỏi thăm người dân về việc quy tập phần mộ nhưng không có thêm thông tin khả quan, ông Hinh lại ra nghĩa trang thắp nhang trước lễ đài và khấn vọng những lời thành thật. Đồng tiền em mang theo đã cạn, nếu quả thực anh đang nằm ăn nghỉ tại đây, thì xin anh đêm nay hãy về nhà ông Nguyễn Tấn Tự, nơi em ở trọ, báo mộng cho em biết mộ anh là ngôi nào. Không thì ngày mai em phải về Bắc rồi. Quả nhiên, đêm đó ông Hinh chiêm bao thấy con chim xanh có thân mình to bằng cái chăn bông. Chim bay từ phía đông sang phía tây nghĩa trang. Tỉnh dậy, ông bàng hoàng và có phần run sợ khi nhớ đến hình ảnh con chim lạ. Sáng sớm hôm ấy, ông Hinh nói khó với ông Tự để ông ra nghĩa trang cùng mình cho đỡ sợ. Vậy là ông Tự cùng hai chú cháu ông Hinh đi xe máy đến nghĩa trang. Vừa vào đến chân bậc tam cấp, bỗng ông Hinh thấy người cháu hích tay ra hiệu. Nhìn theo cháu, ông thấy có con chim sáo đen đậu trên lư hương. Như đợi ba người dựng xe xong, lúc này con chim bay đến đậu xuống phần mộ thứ ba, hàng hai, khu B và bất ngờ mổ nhẹ xuống mộ hai cái rồi cất cánh bay về phía tây trước sự ngỡ ngàng của cả ba. Ông Hinh bước đến phần mộ ấy thắp nhang, lầm rầm ông khấn. Chim đã báo vậy, phải đây là mộ của anh thì xin anh chứng nghiệm cho em bằng cách thử trứng. Em cắm chiếc đũa xuống mộ rồi đặt quả trứng lên đầu ngọn đũa. Nếu đúng là anh thì anh hãy giữ cho trứng đỗ yên, bằng không thì cho trứng rơi xuống. Ông Hinh hồi hộp lấy đôi đũa với bốn quả trứng mang theo ra thử. Quả đầu tiên, ông vừa đặt lên đầu đũa thì tự nhiên xoay một vòng rồi nằm yên. Giật mình lùi lại mấy bước, ông như muốn ngã quỵ ngay tại đó vì quá bất ngờ và kinh hãi. Thử quả thứ hai, quả thứ ba và rồi quả thứ tư. Trước mắt ba người vẫn y nguyên hình ảnh quả trứng treo veo trên đầu đũa. Thậm chí đến khi ba người đi thắp nhang cho 579 phần mộ, về vẫn thấy trứng yên vị ở đó. Đến đây thì trong lòng ông Hinh đã không còn chút hoài nghi nào nữa. Ông hân hoan lên đường mang tin mừng trở về quê. Mặc dù vào thời điểm năm 2007, hai cụ thân sinh ra anh em ông đã tuổi cao sức yếu, chỉ mong sớm được đón hài cốt của con về với quê nhà. Nhưng phần lớn các anh em ông lại chưa thực sự đặt niềm tin vào sự lạ mà ông đã chứng kiến. Theo ý kiến của nhiều người thì họ chỉ tin khi có kết quả giám định ADN. Chỉ có như thế mới tránh được những băn khoăn, phiền phức sau này. Thế nhưng chưa kịp làm giám định thì gia đình ông Hinh liên tiếp phải đối mặt với những biến cố lớn. Ông Hinh tự nhiên đổ bệnh nặng, phải phẫu thuật 2 lần và điều trị dài ngày. Chỉ từ khi năm 2010 đến năm 2012, bố mẹ ông đã lần lượt khuất núi. Trước khi hai cụ mất, ông Hinh đã hứa với hai cụ rằng nhất định ông sẽ đưa được anh trai hồi hương. Phải đến 4 năm sau, tức năm 2011, ông Hinh mới có thể cùng người cháu vào lại Quảng Ngãi. Lạ thay, lý do cho chuyến thứ hai cũng lại bắt nguồn từ một giấc mơ. Trong mơ, ông thấy mộ anh trai bị sạt, nghiêng tới mức chẳng thể để được bát nước. Ông vào thăm thì thấy quả đúng là như vậy. Ngay sau đó, ông đã mời bà Cao Thị Hạnh, phó chủ tịch xã Hành Thịnh, đến nghĩa trang xem xét thực trạng và cùng chú cháu ông tu sửa phần mộ. Ông Hinh cũng làm đơn trình lên các cấp, xin phép được khai quật phần mộ vô danh nghi là của liệt sĩ Hà Tất Thế để lấy mẫu xương liệt sĩ mang giám định ADN. Cuối cùng, sau 2 năm mòn mỏi chờ đợi, ngày 2 tháng 8 năm 2013, ông cũng nhận được chữ ký đồng ý của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cho phép lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Ngày 13 tháng 12 năm 2013, gia đình ông nhận được kết quả giám định ADN, số NCC-622-CNSH. Ngày 3 tháng 12 năm 2013, xác định mẫu hài cốt của phần mộ số 3, hàng 2, khu B, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi và mẫu sinh phẩm của ông Hà Quang Hinh là có liên quan huyết thống dòng mẹ. Giấy báo kết quả có chữ ký và con dấu của Viện trưởng Trương Nam Hải và trưởng phòng phân tích Lê Quang Huấn. Ông Hinh và đại gia đình vui mừng khôn xiết khi tiếp nhận giấy báo kết quả giám định ADN. Ông đặt tờ giấy báo kết quả lên bàn thờ, thắp nén nhang báo cho hương hồn bố mẹ hay mà không ngăn nổi dòng nước mắt.
những giọt nước mắt của niềm vui giữa khung cảnh nghi ngút khói nhang phảng phất chút buồn thương. Sẽ ra sao nếu người mà vong hồn muốn nhắn nhủ lại không phải là người thân của họ? Sẽ thế nào nếu bạn được họ chọn chỉ vì một chữ hợp mơ hồ? Đó có lẽ sẽ là trải nghiệm mà suốt đời này bạn không bao giờ có thể quên nổi. Như đối với cặp vợ chồng nhân chứng bất đắc dĩ trong một vụ giết người nổi tiếng gần 50 năm về trước. Vào một ngày năm 1977 tại bệnh viện danh tiếng Edgewater, Chicago, Illinois, bác sĩ trị liệu hô hấp người Philippines Remibias Remy Chua đang tranh thủ chập mắt sau nhiều giờ làm việc mệt mỏi thì bỗng cô gặp một giấc mơ rất kỳ lạ. Remy mơ thấy một người phụ nữ trông rất quen đang đứng trước mặt mình. Trong dáng vẻ u sầu, người phụ nữ ấy nói với Remy rằng mình đã bị sát hại và khẩn khoản cầu xin cô giúp vạch mặt kẻ thủ ác. Remy choàng tỉnh trong tình trạng mồ hôi đầm đìa, chống ngực đập liên hồi. Remy mang chuyện giấc mơ kể lại với chồng là bác sĩ phẫu thuật Jose Chua. Hai vợ chồng đều kết luận rằng vì làm việc quá căng thẳng nên Remy mới sinh ra mộng mị chứ không có gì đáng lo cả. Nào ngờ, chuyện chưa kịp trôi vào quên lãng thì đã tái diễn ngay đêm hôm đó. Khi bước vào phòng hỏi vợ đã ngủ chưa, Jose nghe vợ cất tiếng nói bằng một giọng địa phương xa lạ khiến anh chết chân. Remy nhận mình là Teresita Bassa, người đồng nghiệp của Remy bị giết cách đây hơn 5 tháng, và kẻ giết cô vẫn đang nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hoảng hốt, Jose cố lay gọi và làm mọi cách để Remy tỉnh dậy. Một lúc sau, Remy tỉnh dậy và hoàn toàn không nhớ gì về sự việc vừa xảy ra. Kinh hoàng nối tiếp kinh hoàng, Remy tiếp tục bị nhập không lâu sau đó. Trong thân xác mê man của Remy, Teresita kể tường tận về cái chết của mình. Không giống như lần trước, cô không chỉ cầu xin vợ chồng bác sĩ giúp mình tố giác tên sát nhân mà còn chỉ đích danh hắn. Đến nước này thì vợ chồng bác sĩ Chua không thể không tin vào những cơn mộng mị ấy. Thế nhưng, niềm tin của hai vợ chồng là không đủ, bởi ai cũng hiểu rằng để có thể tố giác tội phạm thì cần phải có bằng chứng. Lực bất tòng tâm, Remy không thể làm gì khác ngoài việc ngậm ngùi im lặng và tiếc thương cho Teresita. Teresita Bassa sinh năm 1929, là bác sĩ cùng khoa với Remy và cũng là người Philippines nhập cư giống cô. Tuy nhiên, ngoài hai mối liên kết này thì giữa Teresita và Remy chỉ tồn tại mối quan hệ xã giao. Vì làm cùng khoa nên cũng có những lúc hai người chạm mặt nhau. Nhưng để nói chuyện với nhau thì chưa bao giờ, ít nhất là khi Teresita còn sống. Teresita được mọi người xung quanh yêu quý bởi tính cách hiền lành và điềm đạm, không bao giờ cáu giận hay lớn tiếng với ai. Hơn thế nữa, dù là người ở tầng lớp khá giả nhưng Teresita sống rất hòa đồng và hào phóng đối với những người mà cô cho là kém may mắn hơn mình. Là một con người tuyệt vời như vậy, lại đang có cuộc sống độc thân dư giả với căn hộ riêng trên tầng 15 của một tòa cao ốc. Thế nhưng, Teresita lại đột ngột qua đời trước sự bàng hoàng của người yêu, bạn bè và gia đình. Vào khoảng 20 giờ 40 phút ngày 21 tháng 2 năm 1977, hàng xóm của Teresita phát hiện thấy khói đen bốc lên ngùn ngụt từ phía căn hộ của cô. Người ta ra sức đập cửa nhưng không thấy cô trả lời. Lực lượng cứu hỏa ngay lập tức có mặt. Họ phá cửa xông vào thì thấy một tấm nệm đang bốc cháy giữa phòng khách. Lật tấm nệm lên, họ phát hiện thi thể không mảnh vải che thân của Teresita. Cô nằm sấp dưới sàn, tay chân dang rộng, trên ngực cô là một con dao phay cắm ngập lưỡi. Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ hiếp dâm và giết người cướp của rồi phóng hỏa phi tang dấu vết. Bởi vì đồ đạc trong nhà bị vứt ngổn ngang, còn các hộc tủ thì có dấu hiệu bị lục lọi. Tuy nhiên, họ lại không tìm thấy dấu vết nào cho thấy căn hộ bị kẻ gian đột nhập. Từ đó họ lập luận, hung thủ hẳn phải là người mà nạn nhân tin tưởng mới có thể bước vào nhà qua lối cửa chính. Manh mối duy nhất cảnh sát tìm được là dòng chữ cuối cùng trong cuốn sổ tay của Teresita: lấy vé xem phim cho AS. Kết quả giám định pháp y cho thấy Teresita không bị cưỡng hiếp. Vì vậy, có khả năng hung thủ đã cố tình lột sạch quần áo của cô nhằm đánh lạc hướng điều tra. Cảnh sát cũng nhanh chóng loại người yêu Teresita ra khỏi diện tình nghi vì anh này có chứng cứ ngoại phạm vững chắc. Từ đây, người ta chỉ còn có thể trông chờ vào hai chữ cái: AS. AS là ai là câu hỏi khiến cảnh sát phải đau đầu trong suốt gần 5 tháng điều tra. Vì không ai trong số những người thân quen của cô Teresita có tên viết tắt như vậy. Không rõ có phải vì công tác điều tra thời ấy có nhiều hạn chế hay không mà cảnh sát đã để lọt một đối tượng. Đó là Alan Showery. Alan Showery là kỹ thuật viên hô hấp làm cùng bệnh viện với Teresita, sống cùng khu nhà với cô, thường hay được cô thuê đến nhà sửa đồ, và quan trọng hơn cả, cái tên này được chính Remy nói ra trong khi bị Teresita nhập. Và đến khi Remy bị nhập lần thứ 3, cô và chồng mới quyết định đi trình báo cảnh sát. Bởi vì lần này, Teresita đã nói ra một chi tiết vô cùng quan trọng. Alan còn lấy cắp đồ trang sức của cô. Trong số trang sức ấy, có hai món đồ gia truyền là sợi dây chuyền mặt ngọc bích và chiếc nhẫn ngọc trai có thiết kế rất đặc biệt. Với những thông tin này, cảnh sát lập tức triệu tập Alan Sherry để thẩm vấn, đồng thời điều động một tổ công tác đến nhà bạn gái hắn.
Alan liên tục quanh co chối tội mà không biết rằng cảnh sát đã thu được hai món đồ trang sức ấy ở nhà bạn gái mình. Với bằng chứng thép này, Alan không còn đường chối cãi và buộc phải thừa nhận toàn bộ tội lỗi của mình. Vì thường xuyên được Teresita thuê sửa đồ và làm những việc lặt vặt với thù lao rất cao, nên dần ra Alan nổi lòng tham, mưu đồ giết cô để chiếm đoạt tài sản. Hôm đó, Alan ngỏ ý muốn đến nhà sửa cho Teresita chiếc TV, dù thực chất hắn chẳng biết gì về điện. Vừa vào nhà, Alan bất ngờ rút dao đâm thẳng một nhát chí mạng vào ngực Teresita. Ra tay xong, Alan lục tung mọi ngóc ngách trong nhà hòng vơ vét của cải. Chớ trêu thay, tất cả những gì mà hắn tìm được chỉ là vài trăm đô la và mấy món trang sức. Dù cay cú nhưng hắn không bỏ đi ngay mà cố ngụy tạo hiện trường để không bị cảnh sát sờ gáy. Có lẽ Alan Showery chẳng bao giờ ngờ tới được rằng người tố cáo hắn lại chính là Teresita, người mà hắn đã tiễn sang thế giới bên kia. Có lẽ sẽ còn rất lâu nữa con người chúng ta mới có thể định nghĩa chính xác giấc mơ là gì. Còn hiện tại, nó vẫn mơ hồ như chính cái danh từ chỉ nó mà thôi. Đã bao giờ các bạn có những giấc mơ kỳ lạ như những nhân vật trong video của chúng ta ngày hôm nay chưa? Nếu câu trả lời là đã từng, hãy chia sẻ cùng PKD dưới phần bình luận nhé. Nếu các bạn muốn nghe thêm những câu chuyện rùng rợn khác, đừng quên nhấn nút thích, đăng ký kênh và nhấn nút chuông thông báo để trở thành người xem sớm nhất khi chúng mình ra video mới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.